xin nhé mấy con dê, mấy con dê về để mà mình để mà đặt mấy con rắn mối đây nhé. Đây là hàng sinh nên cũng không dám sinh nhiều, nói chung là sinh vài con để đặt thôi. Nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn mà đặt mấy con rắn mối này. Bên đầu tiên thì sẽ có con dế nè, và bên cạnh mấy con dế này đây, bên cạnh mấy con dế này thì mình còn phải có mấy cái lợp nha. Mấy cái lợp là cái này đó, đây là mấy cái lợp nè. À, có mấy cái lợp đây, đây đây là mấy cái lợp, đây là cái lợp đặt cá bóng dừa, nhưng mà mình sẽ sử dụng để đặt mấy con rắn mối. Đầu tiên mình sẽ mở lợp ra và cho rắn mối vào. Thật ấy, lộn, quên, cho cho nhé vào đây, cho nhé vô đó. Còn nếu mà mấy bạn hỏi mấy con rắn mối thì để làm gì, thì mình có thể sử dụng rắn mối để cho cá rồng ăn nè, cho mấy cá rồng hay là cá to to giống vậy. Ấy nó nhảy rồi, đã không có nhiều còn nhảy nữa đó. Vô đó, sau khi mấy con dế nó vô lợp rồi thì đậy lại thôi, đậy lại. À, cái này thì nó khá là thừa, chắc con dế nó sẽ chạy ra nên mình sẽ không lấy. Thôi bây giờ bắt đầu đặt thôi nè. Đây hai cái này thì mình đã bỏ vô rồi, hai cái này mình đã bỏ dế vô rồi, bây giờ mình bắt đầu đặt thôi. Sẽ đi thăm. Cái này hả? Ê, ê. Cái này không có rồi. Cái này không có rồi. Mình sẽ đi tiếp tục đi thăm cái khác. Đây đây có một cái nè, đó là đời, để mình sẽ xem nó đó. À, bây giờ mình sẽ xem nó đây, nó ngay lại đây. Cái này dính rồi, cái này có một con nè đó, cái này trong lòng có một con. Wow. Đó. Cái này có một con rắn mối nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái này này. Để đây đi, từ từ. Tiếp tục. Mình tiếp tục đi. Dạ, con thằng chó này. Đó. Nhỏ cái này. Thấy không? À cái này cũng có luôn. Nói chung là nếu mà mình đi ở đặt ở vòng vòng nhà, nó giống là ở khu dưới quê hay có thành phố thì ít, bạn là giống dịch xuống quê đó thì nhiều. Các bạn thì bây giờ mình sẽ nhắc các bạn đi tiếp tục. Sau khi mà mình bắt xong giống nói thì mình sẽ nhốt nó vô chuồng, thả vô chuồng. Bên này khá là quậy, đây là chuồng giống mối của mình. Bên này khá là quậy, một con. À, giờ mình sẽ thả nó vô chuồng đây. Thì
Nha em. Nha. Đây nè. Một con. Con nhé này xỉn rồi. Một con. Đây là con thứ hai. Đó, mình đặt 4 cái lợp mà ra được và được 2 con. Vậy đây. Vậy đây, quỷ này. Nhỏ mà lên cái đây. Đâu rồi? Đây nè. Ai. Yeah. Wow với mày luôn á. Nha, ừ, nha, nha nè. Nha đi, nha. Nha. Nha ơi. Này vậy. Nha. Nha ngoài. Nha ngoài đi con. Nha ngoài. Rồi, đậu xanh chạy vô ngược rồi. Đi ngược vô nữa. Nha ơi. 5 người luôn. Lồi má ơi lì. Dạ. Dạ đi má. Đậu xanh dế đi ra hết rồi mà mày chưa ra nữa. Cuối cùng bây giờ đổ mồ hôi hột. Sơ lược bé mấy bé nhắn nói của mình. À. À, thấy chưa? Con nè, đó 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, nói chung là cũng khá là nhiều, tại vì bữa giờ mình đặt cũng khá là lâu rồi. Đó mình muốn chia sẻ với mọi người cách đặt mấy con này dễ dàng. Có lại mấy con này nó cũng khá là dạng rồi, nhưng mình đặt cũng lâu. Đấy, nó bị hở một miếng đây, mình phải nghiêm lại này, nếu mà không nghiêm á thì nó sẽ chạy ra ngoài. Mấy con này nó hay lắm, chạy ra ngoài hết á. Đó, nghiêm lại nè, nhiều khi nó đào đẩu bằng đường này khá là lợi hại. Đường này khá là lợi hại nè. Ôi hả mối. Nó cũng hơi dạng, ít như dạng lắm. Bây giờ hướng dẫn mọi người cách bắt thì cũng đã hướng dẫn rồi. Còn rắn mối mà để làm gì á thì tùy mỗi người, tùy mỗi mục đích mà mình có cách sử dụng nó sao cho phù hợp. Thì nếu mà nằm ở khía cạnh mà chơi các cảnh như anh em mình thì cho các rồng ăn thôi. Bye bye mọi người. Thì mọi người lưu ý là cho cá ăn con nhỏ nhỏ thôi nha. Ăn con bự quá cá xỉu luôn á.